Theo thầy sẽ cùng với các em học cái phần chuyên đề số 02 tương ứng với lại chương 2 phần Carbohydrates nhá. Buổi này là buổi số 1 đấy, Monosaccharides. Thì hôm nay chủ yếu chúng ta là trọng tâm về lý thuyết thôi nhá. Hôm nay chủ yếu chúng ta học về lý thuyết thôi. Mình có chương số 2 chương số 2. Chương này mình học về carbohydrates. Thế đầu tiên mình sẽ có là một La Mã. À sorry, đầu tiên mình sẽ định nghĩa về nó. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa carbohydrate là gì? Định nghĩa. Thì cái này nó quan trọng nhá. Định nghĩa carbohydrate thì nó các em phải lấy vở ghi ra, các em ghi vào nhá. Cái này rất quan trọng đấy, phần lý thuyết này nó không, phần chương carbohydrate nó không liên quan gì đến phần chương este đâu. Hai phần này không liên quan gì nhiều đến nhau, gần như là không liên quan đến nhau. Nên là những bạn nào mà chưa học hết phần este thì vẫn có thể vào học phần carbohydrate được nhá. Và những bạn nào mất gốc phần este thì vẫn có thể học được phần carbohydrate. Đây là những cái chương không liên quan đến nhau, được chưa? Các bạn chú ý, lấy vở ghi ra và ghi. Học nó thật kỷ luật vào thì chúng ta mới đạt điểm cao được nhá, bởi vì ở đây thì dạy chúng ta từ bản chất nhá. Định nghĩa thì carbohydrates nó là hợp chất hữu cơ tạp chất, các em nhớ nhé, nó là hợp chất hữu cơ tạp chất, hợp chất hữu cơ tạp chất, được chưa? Ở bên trong phân tử của nó thì luôn luôn chứa nhóm chất OH, luôn chứa OH và chất carbonin. Chất carbonin là hoặc là chất anhydride hoặc là chất ceton. Đấy, đây là định nghĩa. Thế thì cái từ quan trọng nhất của chúng ta phải nắm được là nó là hợp chất hữu cơ tạp chất. Carbohydrate là hợp chất hữu cơ tạp chất. Được chưa? Thứ hai là thầy muốn phân tích cho ta hiểu cái tên của nó. Carbo là carbon, hydrat là nước, được chưa? Vậy carbo hydrat là hợp chất của carbon và nước. Đấy, nên nó sẽ có công thức tổng quát. Công thức tổng quát của mọi carbohydrat nhá, mọi carbohydrat thì đều có chung công thức tổng quát này. Đó là CN H2O tất cả m lần. CN H2O tất cả m lần nhá, rất quan trọng. Thế thì cái này nó quan trọng như nào? Để chúng ta làm những cái bài tập cháy của hỗn hợp carbohydrate thì với những cái bài tập cháy của các hỗn hợp carbohydrate thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể quy đổi nó về gồm carbon và nước. Đấy, thì đấy là điều quan trọng. Thứ ba là phân loại. Carbohydrate của chúng ta được chia thành ba loại chính. Loại thứ nhất là monosaccharide thì nó bao gồm, nó có công thức phân tử là C6H12O6, nó bao gồm hai anh là anh glucose và anh fructose nha. Nó bao gồm hai anh glucose và fructose. Và các em lưu ý rằng là ở đây glucose và fructose nó là đồng phân của nhau nhá. Mono là một, saccharide là vòng đường, monosaccharide là có một vòng đường. Được chưa? Thì nó bao gồm glu và fruct, nó là đồng phân của nhau. Thứ hai là disaccharide. Disaccharide C12H22O11 gồm saccharose và maltose. Trong đó maltose thì giảm đại rồi. Được chưa? Và ở đây thì nói luôn là saccharose và maltose là đồng phân nhá. Trong đó maltose giảm đại rồi nên chúng ta sẽ không nghiên cứu đây, chúng ta chỉ nghiên cứu saccharose thôi. Thứ ba là poly saccharide. Thì công thức tổng quát là C6
H10, O5, tất cả N lần. Thì nó bao gồm hai anh là anh tinh bột và anh cellulose. Các em lưu ý nha, glu và phân rút là đồng phân của nhau, xác và man là đồng phân của nhau, nhưng tinh bột và sen không phải là đồng phân của nhau. Tại vì cái số mắt xích N của tinh bột nó khác với số mắt xích N của cellulose nha, các bạn chú ý để các bạn không bị nhầm. Thì đấy, trên đây là khái quát về phần carbohydrate nhá. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ học 3 bài chính. Bài số 1 là monosaccharide, học về glu và fructose. Bài số 2 là disaccharide, học về saccharose, maltose giảm tải. Bài số 3 là polysaccharide, mình học về tinh bột và cellulose. Đấy. 3 bài thôi, 3 bài hết chương này. Chương này có thể nói là ngắn bởi vì kiến thức nó dễ, nhưng mà nó toàn là lý thuyết thôi. Nên các bạn nhớ rằng là đừng có nghe, đừng có chỉ nghe mà các bạn phải lấy vở ra cho các bạn ghi lại nhá. Thì như vậy thì chúng ta mới nhớ được phần kiến thức. Rồi, mình vào bài số 1. Monosaccharide. Bài số 1. Monosaccharide. Công thức phân tử C6 H12 O6, phân tử khối bằng 180. A lớn. Bài này có hai phần A và B mà. Phần A lớn mình học về glucose. A lớn mình học về glucose. Một la mã. Cấu trúc. Các em lưu ý nhá, glucose chúng ta có hai cái cấu trúc chính. Cấu trúc thứ nhất là cấu trúc mạch vòng nha. Cấu trúc thứ nhất là cấu trúc mạch vòng. Cấu trúc mạch vòng của glucose là cấu trúc, các em phải nhớ rồi, là cấu trúc tồn tại chủ yếu của glucose ở trạng thái tinh thể. Ở trạng thái tinh thể cũng như là trong dung dịch. Được chưa? Thì bởi vì cái mạch vòng này của nó bền nên đây là cái trạng thái tồn tại chủ yếu trong tinh thể, trong dung dịch của glucose. Đấy, các em nhớ điều đó nhá. Đây là mạch vòng. Mạch vòng ngoài ra glucose thì nó có hai loại mạch vòng, một loại là alpha glucose, một loại là beta glucose, nhưng chúng ta không còn quan tâm đấy. Thầy nói như vậy chúng ta nhớ thôi. B là mạch thở. Mặc dù mạch vòng là mạch tồn tại chủ yếu, nhưng chúng ta lại chủ yếu nghiên cứu hay là học ở trong chương trình cấp 3 là về mạch thở. Bởi vì là cái mạch thở là nó dễ dàng, nó sát với các em hơn để chúng ta nắm được những cái kiến thức cơ bản nhá. Còn mạch vòng thì nó có nhiều, nó giải thích được nhiều tính chất hơn nhưng nó hơi phức tạp. Thế nên là chúng ta ở cấp 3 chúng ta sẽ nghiên cứu về mạch thở. Thì mạch thở của glucose thì nó bao gồm là 6 carbon liên kết với nhau. Có 5 nhóm OH liền kề. Và có 1 nhóm chó. Được chưa? Thế thì chứng minh 6 carbon liên kết với nhau thì dễ lắm. Mang đốt cháy. Đúng rồi, xong mang CO2 sụp vào phân tích định tính là được. Thế còn 5 nhóm OH liền kề thì người ta sẽ thí nghiệm bằng hai cách sau. Đầu tiên là chứng minh là có nhiều nhóm OH. Nhiều nhóm OH liền kề. Thì chứng minh có nhiều nhóm OH liền kề thì bằng cách là cho glucose tác dụng với lại dung dịch, tác dụng với lại kết tủa CH2 lần, kết tủa màu trắng xanh. Kết tủa màu trắng xanh. Thì thấy nó tạo thành dung dịch màu xanh lam. Thì như chúng ta biết rồi đấy, cái dung dịch màu xanh lam này khi mà cho tác dụng với CH2 lần ấy thì nó là màu đặc trưng của tất cả những anh mà có nhóm OH đa kề. Đúng không ạ? Vì vậy nên từ đó mình sẽ suy ra được là đấy, glucose có nhiều nhóm OH liền kề với nhau. Liền và kề, có nghĩa là có nhiều nhóm. Thế là cái thứ hai là đi chứng minh là có 5 nhóm OH. Thì cho anh glucose
tác dụng với anhydrid acetic. Tất cả hai lần ô. Tên này là anhydrid acetic. Thì nó tạo thành este 5 chức. Thì cái phản ứng này nó mới chứng minh là glucose có 5 nhóm OH nhá. Các bạn rất hay bị nhầm lẫn giữa cái việc là cho glucose tác dụng với COH 2 lần. Đây, hay nhầm lẫn cho việc cho glucose tác dụng COH 2 lần tạo thành màu xanh lam là chứng minh có 5 nhóm OH là sai. Cái điều này nó chỉ chứng minh là có OH liền kề, nó không chứng minh cho chúng ta là có bao nhiêu số lượng là bao nhiêu nhóm OH. Mà để chứng minh chúng ta là có số lượng là bao nhiêu nhóm OH thì đó là phải sử dụng gì nhỉ? Glucose cộng với anhydrid acetic để tạo thành este 5 chức. Thì mình mới biết là nó có 5 nhóm OH. Ok chưa? Đấy nha, các bạn ghi lại. Ghi lại nhá. Rất quan trọng. Phần lý thuyết này thì không quan tâm là các bạn đã học chưa, đã học trước hay chưa, mà thầy chỉ quan tâm là bây giờ các bạn học cùng thầy. Bởi vì bây giờ là thầy dạy kiến thức lý thuyết kỹ nhất, để mà sau này chúng ta với một mục tiêu là làm chính xác 24 câu lý thuyết trên 40 câu lý thuyết trong đề thi nào. Hiểu ý thầy không ạ? Thế còn lại chứng minh mà có nhóm CHO thì cho anh glucose tác dụng với gì ạ? Cho glucose tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thấy nó sinh ra hai đường bạc. Đấy. Thì nó chứng minh là có một nhóm CHO. Trắng hai bạc là có một nhóm CHO. Quá chuẩn luôn. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn nắm kỹ chỗ đấy nhá. Ok, chào các anh em. Đấy thì kiểu chỗ phần này chúng ta hay bị hỏi. Đấy, thầy dừng lại một tí cho các bạn ghi. Các bạn nhớ ghi lại nhá. Nhớ đấy, phải ghi lại. Ok chưa ạ? Các em ghi lại xong thì bạn nào mà ghi xong bài thì chấm cái nhá, chấm cái để thầy biết. Chấm cái để thầy biết. Xong rồi thầy nói dạy tiếp. Ghi lại đấy. Ok chưa? Xong chưa? Chỗ nào bị thiếu không ạ thì phải bảo thầy. Rồi. Đấy là xong về cấu trúc nhá. Thế thì từ đó bây giờ mình mới vẽ được cái cấu trúc của anh glucose này. 6 carbon liên kết với nhau này. 1 2 3 4 5 6 này, một nhóm chó này, CHO này. Đúng chưa? 5 nhóm OH liền kề này. OH này. OH này. OH này. OH này. Và OH này. Dĩ nhiên ở giữa như anh carbon này sẽ có hydro, nhưng thôi thầy không điền để chúng ta dễ nhìn. Đó. Nếu thích điền hydro cũng được. Đây. H2. À sorry, H thôi. H. Đầu này bên H2. Nhưng mà thầy xin phép là từ nay thầy sẽ không điền H ở giữa đấy nhá. Bởi vì nó hơi rối mắt. Mình chỉ điền một carbon, còn lại H mình tự điền sau. Thì đây là cái công thức chủ yếu mình xét về glucose. Mà mình sẽ học bây giờ. Đây là về cấu trúc. Hai la mã là về tính chất vật lý. Tất cả những gì thầy cho ghi đều phải thuộc hết. Thì glucose tồn tại ở điều kiện thường. Nó tồn tại ở điều kiện thường là dưới dạng tinh thể, ở dạng tinh thể không màu. Đấy chưa? Ở dạng tinh thể không màu nhé. Nhiều bạn bảo là màu trắng là không phải. Nó là không màu. Em cứ lấy một cái tinh thể glucose để lên trước mắt xem. Nó là dạng không màu. Các bạn nghĩ là màu trắng thì là bởi vì là do nó có phản xạ và hấp thụ lọc lượng ánh sáng nhá, thì nó tạo thành màu trắng. Tại vì nhiều cái tinh thể xếp cạnh nhau thì nó tạo thành cái màu đỏ. Tan tốt trong nước. Đúng không ạ? Có vị ngọt nhẹ hay gọi là ngọt thanh. Có vị ngọt thanh. Có vị ngọt thanh. Được chưa? Tồn tại nhiều trong quả nho. Có nhiều trong quả nho.
trong quả nho chín. Nên còn được gọi là đường nho. Nên còn được gọi đường nho. Tất cả những cái gì thầy cho ghi phải ghi lại hết. Các em nhớ chưa? Chiếm 30%. Chiếm 30% trong mật ong. Chiếm 0,1% trong máu người. Chính vì vậy nên hay được sử dụng để truyền trực tiếp vào máu người. Truyền vào máu người. Dẫn đến nó còn có tên gọi là huyết thanh ngọt. Dẫn đến còn được gọi là huyết thanh ngọt. Huyết thanh ngọt. Được chưa? Còn được gọi là huyết thanh ngọt. Các bạn nhớ chưa? Đấy thì đây là, trên đây là những cái phần tính chất vật lý bắt buộc phải thuộc của anh glucose. Nhá, các bạn ghi thật kỹ vào. Và mình phải nhớ hết, bởi vì đề bài nó hỏi hết, thì nó hỏi hết tất cả những cái này. Ba la mã là về tính chất hóa học. Thì tính chất hóa học của anh glucose ấy thì nó xuất phát từ cấu trúc. Đây. Cấu trúc của nó đây. 5 nguyên tử. 6 nguyên tử. CSO này. 5 nhóm OH liền kề này. Được chưa? 6 nguyên tử carbon, 5 nhóm OH liền kề. Vậy là mình nhìn thế này là mình biết ngay này. Nó sẽ có tính chất của polyol. Đấy, là của anh ancol đa kể. Và tính chất đặc trưng của polyol đấy là tác dụng với CH2 lần ở điều kiện thừa. Và cái thứ hai là nó sẽ có tính chất của một con chó là của tính chất anhydride. Đúng không? Đấy, mình nhìn thế này là mình nắm được nhá, tính chất của polyol này. Và tính chất của anhydride. Đấy, vậy bây giờ mình xét vào thôi. Câu chuyện nó chỉ là cộng hợp hai đấy thôi. Thì mình xét đầu tiên một nhỏ là tính chất của một ancol đa chức. Hay là còn biết đến là gì ạ? Polyol. Poly là nhiều, ol là nhóm OH. Chất có nhiều nhóm OH cạnh nhau. Thế thì mình luôn luôn có, mình luôn luôn có là gì ạ? Glucose. Do có 5 nhóm OH liền kề nên khi tác dụng với COOH 2 lần thì nó sẽ luôn luôn tạo thành dung dịch phức màu xanh lam. Được chưa? Do là anh glucose có 5 nhóm OH đa kể. Nếu bạn nào mà muốn nhớ cái tỷ lệ thì tỷ lệ chúng ta sẽ là 2 glucose ăn 1 COOH 2 lần, nhưng mà thực ra cái tỷ lệ này không quan trọng lắm. Nhá, mình không phải nhớ. 2 là tính chất của một anhydride. Cái này quan trọng này, cái này nhiều bạn quên hết rồi này, nên thầy phải nhắc này. Thì tính chất của một anhydride nó như thế nào? Chúng ta phải nhớ về cái gốc của anhydride, thì ngoài cái việc mà tác dụng với AgNO3 trong NH3 ra thì nó còn rất nhiều tính chất trong đó. Ví dụ như cái nhóm chức CSO này. Nó có liên kết đôi CO. Được chưa? Và cái liên kết này rất dễ có khả năng tác dụng hydro ở điều kiện xúc tác niken nhiệt độ. Nha. A nhỏ là tác dụng với hydro. Điều kiện xảy ra phản ứng. Là xúc tác niken nhiệt độ. Đấy. Bản chất của phản ứng. Đây thì viết cấu trúc ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 nhóm OH. 1, 2, 3, 4, 5. Nối đôi O
tác dụng với H2 xúc tác niken nhiệt độ. Được chưa? Khi tác dụng như vậy thì cái nối đôi CO sẽ bị đứt ra. Nối đôi CO sẽ bị đứt ra. Các bạn nhìn kỹ nha, nó thành biểu diễn bản chất nha, để mình nắm được bản chất. Nắm được bản chất là nắm được hết, nắm được mọi chìa khóa của mọi vấn đề luôn. Các bạn phải để ý. Được chưa? Thì nối đôi CO bị đứt ra. Đây các bạn non thầy vẽ này, đây CO nhá, đây đang H rồi nhá. Nối đôi CO bị đứt ra. Được chưa? Thế thì oxy đáng nhẽ nó là hóa trị 2, thế nhưng bị đứt ra thì còn hóa trị 1. Vậy thì ở đây nó sẽ phải thêm một H vào đây, và anh này sẽ thêm một H vào đây. Được chưa? Đấy, có nghĩa ăn 1H2 thôi, bởi vì nó có một đôi đôi CO thôi nên nó ăn 1H2 thôi. Trung tâm phản ứng là ở đây này. Đúng không? Sau đó nó biến thành nhóm gì? OH. Được chưa? Vậy mình sẽ có phương trình rút gọn, phương trình phân tử là C6H12O6 mà cộng với lại 1 thằng H2 xúc tác niken nhiệt độ thì tạo thành C6H14O6. Và tên anh này là sobiton. Các bạn nhớ chưa? Sobiton, các bạn nhớ nhá. Đấy. Tên này là sobiton. Ok nhá. Đấy, thì đấy là bản chất. Thế thì ở sâu xa hơn về mặt bản chất này, thầy muốn chúng ta nắm kỹ hơn, bởi vì thầy muốn là chúng ta làm đúng 24 câu lý thuyết nên mô hình chung phần lý thuyết mình phải nắm kỹ hơn so bình thường. Kỹ hơn so bình thường đây này. Bây giờ các bạn nhìn thấy nhá. Hiro của chúng ta đang ở trạng thái đơn chất nên số oxy hóa của nó là số xóa hiro 0. Nhưng chui vào hợp chất thì số oxy hóa của hiro nó thành là hiro dương 1. Đúng không? Vậy mình thấy rằng là hiro có số xóa làm sao? Tăng. Mà thầy lại có câu gì ạ? Khử thì tăng, O thì giảm. Các bạn nghe kỹ chỗ này nhá, đoạn này đoạn lý thuyết khó mà hay bị hỏi đấy. Vậy từ đó suy ra, trong phản ứng mà của glucose cộng hiro thì H2 này đóng vai trò là chất gì ạ? Bạn có biết không? Trong phản ứng này H2 đóng vai trò là chất gì? Đóng vai trò chất gì? Anh em comment xuống dưới nào. Khử tăng O giảm, H2 đóng vai trò chất gì ạ? 0 đến dương 1 là tăng rồi. Vậy suy ra H2 là chất khử. Đúng không? Vậy glucose là chất gì? Vậy H2 là chất khử rồi. Vậy glucose là chất gì? Là chất oxy hóa. Đúng các bạn. Thế thì chất khử đi anh ạ. Chất oxy hóa còn được gọi là gì? Còn gọi là chất bị khử. Đúng không ạ? Đấy, những bạn nào mà học phần này qua rồi và làm nhiều bài tập phần này rồi thì biết rằng là chúng ta bị lừa rất nhiều ở cái chỗ này. Và hôm nay thì mới giảng cho chúng ta hiểu bản chất. Hiểu bản chất thì không bao giờ chúng ta bị lừa nữa. Đấy là cái điều mà quan trọng nhất. Học sớm hay học muộn không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có hiểu bản chất hay không. Cái hiểu bản chất đấy chúng ta phải thượng tôn lên bên trên cùng, và chúng ta phải đặt nó ở trên cùng thì chúng ta mới nhớ được. Bởi vì nếu bạn có học nhanh mà bạn không nhớ lý thuyết thì cũng làm sao bằng được cái bọn học chậm mà nó nắm lý thuyết. Đúng không? Nó chỉ học một lần thôi, không bao giờ học lại nữa. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy là về cái bản chất của cái phản ứng này. Thì thầy muốn cho chúng ta nhìn thấy một cái điều quan trọng như vậy. Thế là mình xong cái phần A nhỏ là tác dụng hiro. Mình sang B nhỏ. Thế vậy là ở đây suy ra là glucose là có tính oxy hóa. Có tính oxy hóa. Đúng không ạ? Đây là một sao. Suy ra glucose có tính oxy hóa. Nó là chất oxy hóa, nó có tính oxy hóa. Thế B nhỏ, bây giờ mình đi xét đến tính khử của glucose. Tính khử của glucose thì tính khử của glucose nó được thể hiện khi mà anh glucose ấy nó tác dụng với lại các chất có tính oxy hóa mạnh, tác nhân
là các chất có tính oxy hóa mạnh. Ví dụ như là gì ạ? AgNO3 trong NH3, KmNO4 dưới dạng dung dịch, brom dưới dạng dung dịch và CuOH2 lần đun nóng nhẹ. CuOH2 lần đun nóng nhẹ nhé. Đấy. Thế tác nhân oxy hóa. Thế thì mình phải nắm được bản chất. Bản chất nó là như này. Thì thầy nhắc lại cái bản chất của anhydride. Bản chất của anhydride là nhóm chất CHO. Thì khi gặp tác nhân oxy hóa thì các tác nhân oxy hóa đều viết tắt là đây, tác nhân oxy hóa là oxy nguyên tử. Thì nó sẽ tạo thành nhóm chất là COOH. Đấy, từ nhóm chất chó biến thành nhóm chất COOH. Vậy suy ra bản chất của anh glucose cũng tương tự như vậy. 1 2 3 4 5 6 1 nhóm OH 2 nhóm OH 3 nhóm OH 4 nhóm OH 5 nhóm OH 6 nhóm OH mà tác dụng với oxy trong oxit thì tạo thành 1 2 3 4 5 6 OOH 1 2 3 4 5. Được chưa? Đấy nhá. Thì đấy là bản chất. Thế còn với cái bản chất này thì với mỗi một cái chất khác nhau thì nó tạo thành những chất khác nhau. Được không? Thầy lấy ví dụ. Nha, lấy ví dụ cái dấu sao đầu tiên một nhỏ đi. Chỗ này đang là đang hai nhỏ rồi. A rồi. Thế thì bây giờ là dấu sao vậy? Là tác dụng với dung dịch brom. Nó là tác nhân oxy hóa đấy ạ. Thì anh glucose đây, 1 2 3 4 5 6. Nhóm OH đây, các bạn ghi vào vở nhá. Tí nữa thầy sẽ kiểm tra vở ghi. Tí thầy kiểm tra. À đây. CuOH hai lần là đun nóng nhẹ em. Đây. Đun nóng nhẹ nhá. Đun nóng nhẹ. Đấy, ghi xong chưa? Xuống tác dụng brom này. Thì tác dụng dung dịch brom thì brom có tính oxy hóa. Thì nó sẽ biến cái anh glucose ấy có nhóm chức CHO thành nhóm chức COH. 1 2 3 4 5. Và anh này có tên gọi là gì? Acid gluconic. Thấy chưa? Đấy. Tên gọi của nó là acid gluconic nhá. Dễ chưa? Quá dễ gì nữa. Đúng không? Đây là tác dụng với dung dịch brom. Nhá. Thế thì thực ra ấy, cái việc tác dụng dung dịch brom ấy để mà tạo thành acid gluconic này này, cái việc mà tạo ra thành anh acid gluconic này này thì ít khi bị hỏi lắm. Nhưng mà nếu mà hỏi thì là đa số các bạn sẽ không trả lời được. Bởi các bạn không nắm được bản chất. Thì hôm nay thì nói chúng ta biết bản chất rồi. Đúng không? Do brom ấy là nó có tính oxy hóa mạnh. Đúng không? Thì bản chất là CHO lấy oxy để tạo thành acid gluconic biến thành nhóm chất COH. Thế thì cái phản ứng này nó xảy ra điều kiện thường. Nên mình sẽ có là suy ra glucose nó làm mất màu. Làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Các em nhớ nhé. Nó làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ cho thầy. Đây là một cái kết luận. Đây là tác dụng với lại dung dịch Br2.
Thứ hai, cái mà bị hay hỏi nhiều hơn đấy là tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Tác dụng với AgNO3 trong NH3. Thì thực ra bản chất để tạo thành AgNO3 trong NH3 này nó là dung dịch phức bạc amoni. Đầu tiên là có AgNO3, sau đó sục NH3 vào trong dung dịch AgNO3 đấy thì nó sẽ tạo thành kết tủa Ag2O, kết tủa màu đen, đen xì trong ống nghiệm luôn. Sau đó sục tiếp NH3 dư vào thì cái kết tủa Ag2O đấy nó bị tan ra để tạo thành dung dịch phức bạc. Đấy thì hiện tượng là khi mà sục NH3 vào AgNO3 ấy thì nó xuất hiện kết tủa màu đen, rồi kết tủa tan dần đến dung dịch trở thành trong suốt. Nhưng mà trong cái chương trình các em không được học về phức, đúng không? Không học về phức nên người ta tránh nói đến là dung dịch phức bạc amoni, mà người ta để là dung dịch AgNO3 trong NH3. Chúng ta hiểu về cái bản chất của cái dung dịch này nó là như thế nhá. Thế thì tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì bản chất nó vẫn như thế. Bản chất ạ, nó vẫn như thế thôi. Nhưng nó có cái điều thú vị hơn, các em chú ý nhá. 1 2 3 4 5 6 HO này. OH này. OH này. OH này. OH này. OH này. Tác dụng với Ag NO3 trong NH3 thì nó tạo thành này. 1 2 3 4 5 6. Nhóm OH giữ nguyên không ảnh hưởng gì hết. Im re, OH chẳng ảnh hưởng gì ở đây cả. Thế thì tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì bản chất nó vẫn là tác nhân oxy hóa, thì nó sẽ biến thành nhóm chức COOH. Nhưng các bạn nhìn kỹ nha, nhóm chức COOH này lại ở trong môi trường NH3. Thế nên nó sẽ dẫn đến một điều là cái thằng nhóm COOH này nó sẽ tác dụng với NH3. Anh COOH là axit, anh NH3 là bazơ, sẽ tác dụng với nhau để tạo thành COONH4. Được chưa? Vì vậy nên sản phẩm không phải là axit gluconic mà nó sẽ là muối amoni gluconat. Thầy hướng dẫn cho là cách gọi tên nhé. Có NH4 thì nó là amoni, đúng không? Muối của NH3 là amoni. Gluconat là cái tên của glucose, nó chuyển thành muối thì là gluconat. Các em hiểu không nhỉ? Đấy thì như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ tên nó rất là nhiều. Và sinh ra hai bạc. Sinh ra hai bạc. Ngoài ra thì cái cách nhớ tên axit gluconic cũng dễ. Đây. Có nhóm chức COH chắc chắn là axit. Đi từ glucose thì dĩ nhiên nó phải là gluconic, bởi vì là không thể để glucose được, đuôi axit phải đuôi X. Em hiểu không? Đây là cách gọi tên nhé, để mình thì cái việc mà đa số bài tập tính toán ấy, đa số bài tập tính toán thì nó sẽ là chú ý đến cái việc mà sinh ra hai bạc. Nhưng mà những bài tập về lý thuyết và những câu lý thuyết lấy điểm 9 điểm 10 thì chúng ta phải nhớ đến amoni của gluconat. Đấy là lý do tại sao phải thầy phải giảng cho các em thật kỹ chỗ đoạn này nhá. Bạn nào chưa ghi lại phải ghi lại nhá, chú ý hết sức chú ý chỗ này, ok chưa? Đây là về mặt bản chất tác dụng với AgNO3. Thế ngoài ra thì còn tác dụng với dung dịch KMnO4, tác dụng với dung dịch KMnO4, còn được biết là dung dịch thuốc tín đấy ạ. Thì bản chất nó cũng tương tự thôi. Bản chất cũng là glucose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CHO này. 5 nhóm OH này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Tác dụng với này. KMNO4 này. Tính oxy hóa mạnh này. Ở điều kiện thường này thì nó sẽ tạo thành nhóm COH, đúng không? 1 nhóm OH, 2 nhóm OH, 3 nhóm OH, 4 nhóm OH, 5 nhóm OH. Nhưng nhóm COH này có kali thì nó sẽ tác dụng với kali luôn để tạo thành anh COOK. Thế thôi. Nó vậy thôi. Thực ra cái này chẳng bao giờ hỏi. Mà cái này chỉ cần quan tâm là gì? Glucose
làm mất màu các em nhé. Dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. Đấy chưa? Đấy. Glucose là mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. Mình chỉ cần nắm nó như vậy thôi là mình thắng. Nhá, đây là tác dụng với lại KMnO4 thuốc tím. Cuối cùng là cái phần giảm tải rồi. Là tác dụng với lại kết tủa C-Watt Island và đun nóng nhẹ. Thì thực ra là nó sẽ hòa tan C-Watt Island để tạo dung dịch màu xanh lam. Thế nhưng bây giờ là thêm cái đun nóng nhẹ. Đúng không ạ? Nó thêm cái đun nóng nhẹ. Thì nó tạo thành gì? Đấy. 1, 2, 3, 4. Cái này là giảm tải nhá. Thầy nói thêm mà thôi. Phòng các thầy cô của các em vẫn hỏi. HO này. Một nhóm OH. Hai nhóm OH. Ba nhóm OH. Bốn nhóm OH. Năm nhóm OH. Tác dụng với COH 2 lần. Trong môi trường NaOH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đáng nhẽ là COH. Nhưng trong môi trường gì kia? Nhưng mà trong môi trường NaOH các em ạ. Đây, trong môi trường NaOH. Nên nó sẽ tạo thành gì ạ? COONa. Được chưa? Tên muối là natri gluconat. Và có một sản phẩm sinh ra nữa, đó là Cu2O. Kết tủa màu đỏ gạch. Nhá. Và ở trong tất cả các phản ứng này thì glucose đều thể hiện là tính khử, hay nói khác là bị oxy hóa. Nhá. Tất cả các phản ứng này. Đây, tất cả phản ứng này. Bởi vì đây là tác dụng với lại chất có tính oxy hóa mà. Đấy. Thì glucose thể hiện tính khử, có nghĩa là glucose thể hiện tính khử thì tương đương với việc là glucose nó là tương đương với glucose bị oxy hóa. Đấy. Thì trên đây là những cái tính chất đặc trưng của glucose, đặc trưng nhất. Ba nhỏ. Mình sang phản ứng lên men. Glucose chúng ta có phản ứng lên men. Lên men glucose. Thì lên men glucose mình xét lên hai cái. Thứ nhất là men giấm. Men giấm là hay thi nhiều nhất, là hay gặp nhiều nhất. C6H12O6. Men giấm thì tạo thành hai lần thằng C2H5OH cộng với hai lần thằng CO2. CO2 bay lên. Đây là với men giấm. B là men lactic. Men lactic là men sữa chua đấy ạ. Acid lactic. Thì C6H12O6 khi lên men lactic mà nhiều bạn nữ hay sử dụng làm sữa chua đấy thì tạo thành acid lactic OH. Acid lactic. Đấy. Trên đây thầy vừa dạy chúng ta kỹ nhất, cực kỳ kỹ luôn đấy. Nói luôn cả về tính chất hóa học của bọn polyol, wattake. Nói luôn lại cả tính chất hóa học của anhít, những cái tính chất đặc biệt nhất. Nên là từ nay không có đứa nào kêu có thể là mất gốc đâu nha. Dạy lại cả từ lớp 11 luôn. Đấy là lý do mà tại sao các bạn vào học với thầy thì bảo là mất gốc cũng được. I don't care. Lấy lại được hết. Giờ các em đã biết lý do đúng không? Thì cái quan trọng của cái chương này nó phần lý thuyết. Nên là chúng ta học lý thuyết thật kỹ. Các bạn nhớ thầy nhá. Học lý thuyết thật kỹ, ghi thật kỹ bài tập vào và làm thật nhiều bài tập lý thuyết. Các em sẽ không thiếu bài tập lý thuyết khi mà học với thầy. Ok chưa? Thì đấy là về phần của glucose. Ngoài ra cuối cùng là mình có điều chế và ứng dụng. 4 la mã. Điều chế và ứng dụng. Một nhỏ. Điều chế glucose. Thì glucose chúng ta thì đa số được điều chế bằng phương pháp là thủy phân tinh bột. Thủy phân
tinh bột trong môi trường axit. Thì công thức của tinh bột nó là C6H10O5 tất cả N lần cộng với N lần nước trong môi trường axit thì tạo thành C6H12O6 N lần. Đấy, tinh bột tạo thành glucose. Đây là phát biểu chế thủy phân tinh bột. Hai nhỏ ứng dụng. Ui giời, glucose thì rất nhiều ứng dụng đúng không? Thứ nhất là ứng dụng là huyết thanh ngọt để truyền trực tiếp vào máu người này. Thứ hai là gì ạ? Pha vào nước tăng lực này, sản xuất nước tăng lực này. Thứ ba là mang đi tráng gương này. Và tráng ruột phích này. Đấy. Đấy là tất cả về anh glucose của chúng ta mà thầy đã dạy cực kỳ kỹ cho anh, cho các em hiểu bài chưa? Nếu anh em hiểu bài thì chấm cái để thầy biết. Chấm cái để thầy biết. Không biết là trong này là có đứa nào đã từng học glucose chưa và hôm nay được thầy khai sáng cho. Cái vấn đề quan trọng của thầy khi mà thầy muốn chúng ta học lý thuyết thì chúng ta phải logic được các vấn đề với nhau. Chúng ta phải sâu chuỗi lại. Thì cái lý thuyết ấy nó mới thuộc về các em. Và lúc đấy khi các em làm bài tập ấy thì có thể là cái việc mà các em sai nó chỉ là nhầm lẫn thôi, chứ không phải là sai nó là vì vấn đề hệ thống lý thuyết. Bởi vì cái lý thuyết ấy nó rất là quan trọng, nó làm nền tảng cho cả cái phần là trả lời câu hỏi lý thuyết là 24 câu. Và để mà xử lý được cho 16 câu bài tập thì cái điều kiện tiên quyết để mình có thể học giỏi được được hóa học đó là mình nắm được chắc cái lý thuyết và mình làm nền tảng mình bơi lên bài tập nhá. Đấy, thì các bạn cần phải chú ý phần đó. Ok chưa? B nhá. Mới xong A thôi. B. Fructose. Fructose và glucose nó là đồng phân của nhau nhá. Một la mã cấu trúc. Thì anh fructose cũng có hai đoạn mạch. Thứ nhất là mạch vòng. Cũng là trạng thái tồn tại chủ yếu. Trạng thái tồn tại chủ yếu ở trong dung dịch và trong tinh thể. Trong dung dịch và trong tinh thể. Đấy là trạng thái tồn tại chủ yếu. Mấy cái thầy ghi là phải ghi lại vào vở và làm nhiều để thuộc. Em sẽ coi cái quyển vở ghi của thầy như là một cái cuốn tài liệu chính thống, để khi làm bất kỳ một bài tập nào mình mở lại mình check thì cái tài liệu đấy của thầy là chính xác. Học thuộc bằng cách là gì? Không phải là học thuộc tụng kinh, mà học thuộc bằng cách là gì? Làm nhiều bài tập và mở ra và check lại, chứ không phải là học thuộc theo kiểu là học vẹt. Hiểu với thầy không? Làm nhiều thì sẽ thuộc nhá. Ví dụ như là khi em làm bài tập này, em làm thấy cái vấn đề này, em nhớ là trong quyển vở thầy có ghi rồi, đừng mở vở ra ngay mà mình phải theo tất cả những gì logic mà thầy hướng dẫn nhé, theo những gì em nhớ, xong em chọn đáp án. Đấy, A, B, C, D thì không quan tâm, cứ biết em chọn được đáp án theo cái logic của em đã. Xong em mở cái quyển vở mà thầy cho ghi lại quyển vở này này, xong em check, à mình đúng hay mình sai. Nếu đúng thì mình đọc lại một lượt, và nếu sai thì mình tìm là trong cái logic mà lúc nãy mình ngồi mình logic ấy thì mình bị sai ở đâu, đúng không? Mình sửa lại cái chỗ đó. Đấy không? Và trong cái chỗ đấy nếu mà mình mà logic mà mình không hiểu là mình sai ở đâu ấy thì nhắn vào trong nhóm lớp, hỏi các bạn, hỏi thầy, mọi người sẽ chỉ cho em biết là em sai đâu. Hiểu cách học chưa? Đấy các của lý thuyết, cái học lý thuyết thượng thừa nhất do thầy nghiên cứu ra nhá, để cho tất cả học sinh của thầy không bao giờ sợ lý thuyết. Ví dụ như anh Đức Anh học sinh thầy có sai có lý thuyết nào đâu, nhớ chưa? Xịn nhá. Hai là mạch thở. Ít tồn tại nhưng nó dễ hơn nên mình hay nghiên cứu nó. Thì nó gồm có là 5, gồm 6 carbon này, 5 nhóm OH này, và một nhóm ceton CO. Một nhóm ceton CO là mạch thở. Thì mình vẽ được cái cấu trúc của nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, nối đôi O này,
một nhóm OH, hai nhóm OH, ba nhóm OH, bốn nhóm OH, năm nhóm OH. Đấy thì nó khác với anh anhít. Anhít là nhóm CSO, nhóm chó, còn anh này là anh fructose là nhóm ceton, khác nhau đúng không ạ? Mà chúng ta nhìn thấy nó là đồng phận nhau. Thế thì từ cái cấu trúc nó sẽ dẫn đến cái tính chất hóa học, đúng không? Tí chúng ta sẽ nói về tính chất hóa học, bây giờ mình sang phần hai la mã là về tính chất vật lý trước. Hai la mã tính chất vật lý thì fructose tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng tinh thể, tinh thể không màu, dĩ nhiên nó vẫn tan tốt trong nước, tinh thể không màu tan tốt trong nước nhé, dưới dạng tinh thể không màu tan tốt trong nước, vị ngọt đậm, ngọt hơn rất nhiều so với glucose và chiếm 40% trong mật ong, 40% trong mật ong, dẫn đến nó còn được gọi là đường mật ong, dẫn đến nó còn được gọi là đường mật ong, chiếm tận 40% trong mật ong mà, thì nó là đường mật ong còn gì, được không ạ? Đấy, đấy là những cái điều mình cần nhớ về phần tính chất vật lý của anh fructose. Ba la mã tính chất hóa học thì tính chất hóa học nó được quyết định từ cấu trúc. Thì ở trong cái chương này quan trọng nhất là bài glucose. Sau khi mình học được bài glucose, mình hiểu rồi ấy, thì tất cả các bài còn lại là mình đều đi so sánh với anh glucose thôi. Thế nên là thầy mới nói rằng cái bài hôm nay là bài quan trọng nhất, là mình phải nắm được cái thằng glucose. Đấy, như này chúng ta nhìn thấy rồi, có OH đa kề đúng không em? Nên là chắc chắn là tác dụng với COH này lần. Có nhóm chức ceton nên chắc chắn tác dụng với hydro. Đấy, nhìn thấy là mình đọc được. Dễ không? Bây giờ cái câu chuyện của chúng ta học hóa nó dễ như ăn trứng. Thế nên chúng ta chỉ cần học về mặt việc học hóa, chúng ta chỉ cần học gì? Chúng ta chỉ cần học cái những cái đầu tiên thôi, những cái căn bản nhất, và sau đó tất cả những cái sau mình sẽ logic theo cái đó. Đấy là phương pháp học tập thượng thừa mà thầy muốn truyền bá cho các em. Mình có nhá. Một nhỏ là tính chất của ancol đa kề. Hai mình còn được biết đến là polyol. Thì chắc chắn rồi, fructose, từ đây mình viết tắt là fruct, tác dụng với CO2 lần ở điều kiện thường thì tạo thành dung dịch màu xanh lam. Cái này quá đơn giản này, đúng không? Nắm được luôn. Còn lại công thức của cái phức đấy là gì không quan trọng nhá, bởi vì cái phức đấy chúng ta được giảm tải rồi, chúng ta không phải thuộc công thức của phức đâu. Thầy cô mà bắt học thuộc công thức của phức thì kệ thầy cô, bởi đi thi không có nhá. Hai là tính chất của nhóm chức ceton, do nó có nối đôi CO nên chắc chắn tác dụng với hydro. A nhỏ tác dụng với hydro cộng đầu dòng bản chất 1, 2, 3, 4, 5, 6 OH này, OH này, OH này, OH này, nối đôi O này, OH này, tác dụng với HH này, xúc tác niken này, nhiệt độ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy chưa? OH giữ nguyên, đúng không ạ? Các em nhìn nhá, nối đôi O này thì cái liên kết đôi này đứt ra, chia hai cái vạch ra bên ngoài để đủ hóa trị mà, thì phải chia hai cái vạch ra bên ngoài mới đủ hóa trị. Đấy, thì ai hai hydro cắm ở đây. Thế là mình nhìn thấy là về mặt bản chất vẫn là từ nhóm ceton biến thành nhóm gì? OH. Đúng không?
Nên mình sẽ vẫn có phương trình phân tử là C6H12O6 mà cộng với 1H2 xúc tác niken nhiệt độ thì tạo thành C6H14O6. Và cái công thức của anh này nó vẫn như công thức của anh Sobiton, nên nó vẫn tên là Sobiton. Được chưa? Thì từ đây mình sẽ suy ra được một cái điều chú ý là cả glu và ferrux thì đều tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol. Các bạn nhớ nhá, cả glu và ferrux thì đều tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol. Các bạn nhớ chưa? Nhớ thật kỹ cho thầy nhá. Đấy là xong về cái vấn đề là tác dụng với lại hydro. B nhỏ, do là tính chất của nhóm ceton nên nó sẽ không tác dụng với lại dung dịch brom và dung dịch K1O4. Chính vì vậy nên mình có thể sử dụng dung dịch brom hoặc dung dịch K1O4 để phân biệt glu và ferrux. Nhớ nha. Đấy, phân biệt hai anh này thì có thể sử dụng dung dịch brom và dung dịch K1O4. Được chưa? Thế còn nó có tác dụng với AgNO3 trong NH3 không? Thì đây bây giờ là câu trả lời của thầy. Ba nhỏ. Tính chất đặc biệt. Anh fructose có một tính chất cực kỳ đặc biệt. Đấy là trong môi trường kiềm thì ferrux lại chuyển hóa thành glu và ngược lại. Có nghĩa như thế nào? Có nghĩa nhá, các bạn nhìn nhá. Fructose đây ạ. Trong môi trường kiềm thì nó lại chuyển hóa thành thế mới hay. Thế vậy bây giờ nếu mà cho fructose tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì chúng ta thấy là anh NH3 này nó đúng môi trường kiềm không? Đúng ạ. Vậy fructose lúc này chuyển hóa thành glu nên nó vẫn sinh ra hai bạc và anh muối là amoni gluconat. Được chưa? Hay chưa? Nhớ nha. Nhớ kỹ những gì thầy nói nha. Được chưa? Vì vậy nên mình sẽ không sử dụng, chú ý là mình không sử dụng AgNO3 trong NH3 để phân biệt glu và ferrux nhá. Không sử dụng AgNO3 trong NH3 để phân biệt glu và ferrux. Nhớ chưa? Ok. Đấy, trên đây là tất cả những cái phần kiến thức lý thuyết nhá, tất tần tật kiến thức lý thuyết và anh monosaccharide mà thầy muốn truyền thụ đến cho các em. Đấy, các bạn có thể ghi lại và đây là cái phần mà kiến thức lý thuyết mà thầy nói kỹ nhất. Thì các bạn đã hiểu là lý do là tại sao chúng ta lại có mặt ở trong cái khóa học này rồi, đúng không? Bởi vì là cái việc mà live stream và chữa free ở ngoài fanpage, cái việc chữa bài tập ấy, nó không thể giải quyết được gốc tích của mọi vấn đề trong vấn đề học hóa đâu. Thực ra về mặt bản chất xem live stream cho vui thôi. Còn lại khi chúng ta đã muốn học thật thì chúng ta phải học những kiến thức nền tảng từng bước một và được sâu chuỗi logic với nhau từ một người thầy giáo có kinh nghiệm luyện thi lâu năm thì mới biết là sắp xếp cái nào trước cái nào sau để cho chúng ta có một cái logic thuận tiện nhất trong việc chúng ta học. Em hiểu chưa? Để mà có những cái giáo trình giáo án hoàn thiện như này thì phải mất đến hơn 10 năm trong quá trình dạy offline và online để xây dựng cho các em thành một cái giáo trình đặc biệt như này.
để cho tất cả bạn nào, kể cả mất gốc và kể cả học giỏi, vào đây đều có cái để học hết. Đúng không ạ? Hôm nay trong lớp mình thì thầy biết rằng chắc chắn là có những bạn mất gốc và có những bạn học rất là giỏi, có những bạn học hết chương trình rồi cơ. Nhưng mà khi xem cái buổi học này hay khi xem bất kỳ buổi học nào của thầy thì các em đều có những cái để học. Mỗi bạn sẽ có một cái học khác nhau, nhưng chắc chắn 100% rằng là tất cả 100% các bạn đã xem thì các bạn đều giỏi lên một chút. Đấy. Thế vì vậy nên là cũng nhờ các em luôn, là nếu mà có bạn nào mà mất gốc ở trên lớp của các em hay là của các bạn của các em mà gặp vấn đề khó khăn gì về hóa mà muốn học hóa thì các em giới thiệu tới thầy giúp. Giúp thầy nhá, giới thiệu các bạn ấy về thầy. Thấy chưa? Thế là mình xong về phần lý thuyết. Ok, bây giờ sang bài tập. Luyện tập luôn nhé. Luyện tập luôn thì mới giỏi được. Hôm nay nhiều bài tập đấy. Nào anh em comment đáp án luôn đi. Câu 1 đáp án gì? Làm nhanh. Chiến đấu nhanh. Hình như hôm nay có 17 câu à? Nếu để nhớ không nhầm. Hôm nay có 17 câu. Làm xong 17 câu này rồi nghỉ nhá. Mấy giờ cũng được. Xong sớm thì nghỉ sớm mà xong muộn thì nghỉ muộn. Thứ tư tuần buổi, cái buổi tới đấy. Buổi tới là mình học về saccharose nhá. À đâu, buổi tới là mình học về chia dạng glucose và fructose. Buổi tới mình học chia dạng về glu và fruct. Còn dư thời gian học sac, còn không dư thì để buổi sau. Ok. Trong phân tử của carbohydrate thì luôn có cái gì? Mình vừa mới học xong đúng không? Không phải, sai rồi. Carbohydrate luôn có nhóm chức gì các em? Ancol. Thế thì đây luôn có nhóm chức ancol và nhóm chức carbonin. Carbonin thì gồm là anhydride hoặc là ceton, chứ không phải luôn có nhóm chức ceton. Mình lấy ví dụ thằng glucose làm gì có nhóm chức ceton không? Đây đấy. Glucose. Mình vừa học xong thì có nhóm chức OH và nhóm chức CHO mà. Còn fructose thì nó có nhóm chức OH và nhóm chức ceton mà. Đúng chưa? Vì vậy nên là chắc chắn là trong phân tử carbohydrate thì luôn luôn có nhóm chức ancol. Các em thấy chưa? Các em bị lừa chưa? Thấy không? May mà có thầy đúng không? May mà học thầy. Câu số 2 nào. Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Các bạn cũng comment đáp án đấy nhá, comment mạnh mẽ nào. Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Hai chất nào sau đây đồng phân nhau? Glu và man không phải đúng không? Fruc và man không phải. Fruc và glu đều chung là C6H12O6. Đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án B. Câu 3. Cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Monosaccharide là bọn nào các bạn nào? Chỉ có thằng nào và thằng nào là monosaccharide thôi. À. Gì ạ? Mình chỉ có glu và fruc là monosaccharide thôi. Đúng không ạ? Vì vậy nên là những chất thuộc loại monosaccharide là mình chỉ có gì ạ? Glucose. À, dễ nhá. Đấy các bạn, nhớ đấy, cái điều kiện tiên, cái để mà chúng ta, cái cách mà chúng ta học thuộc lý thuyết nhanh nhất ý, là chúng ta làm bài tập. Các em hiểu không? Thế còn là vừa nãy lý thuyết là mình ghi vào vở. Mình ghi vào vở để làm gì? Một lần ghi, một lần nhớ. Thì thoảng mình mở ra mình đọc lại. Còn lại cái quan trọng là mình phải làm bài tập. Nghe lý thuyết không làm bài tập vứt đi. Không nghe lý thuyết mà làm bài tập thì không hiệu quả cao. Trong điều kiện thích hợp, glucose lên men tạo thành khí CO2 và gì ạ? Comment đi nhé, không cần phải thầy phải hỏi đâu. Các bạn em cứ tự động comment đáp án luôn xuống đi. Chiến thế cho nó máu. Trong điều kiện thích hợp thì anh glucose ấy, thì nó lên men tạo thành khí CO2 và anh nào? C2H5 OH, đúng rồi. À, ok. Câu 5 nào. Câu 5 này hơi khoai một tí. Câu 5 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án câu 5 thì coi.
Câu 5 đáp án gì ạ? Câu 5 đó ăn gì ạ? Đấy, khoai quá nhỉ. Cái glucose ấy thì nó khi mà lên men ấy, thì nó sẽ tạo thành là anh C2H5OH. Và C2H5OH thì oxy hóa không hoàn toàn thì nó sẽ tạo thành là CH3CHO. Và từ CH3CHO sẽ tạo thành CH3COH. Vì vậy nên câu 5 của chúng ta nó tạo thành ancol ethylic trước và CH3CHO sau. Đáp án đúng là đáp án B. Các bạn nhé. B bỏ. Câu số 6 á. Câu số 6. Chất nào sau đây mà lại không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành bạc? Chất nào sau đây mà lại không phản ứng với AgNO3 trong dịch NH3 đun nóng tạo thành bạc? Thế thì điều kiện để phản ứng với AgNO3 trong NH3 để tạo thành bạc là gì? Hay là điều kiện để phản ứng trắng gương? Là gì ạ? Là nó phải có nhóm chó hoặc là phải có đầu HCO. Đúng không? Glucose có nhóm chó này. HCO có chó này, HCO này thì có đầu HCO này. Vì vậy nên chất không phản ứng với AgNO3 trong dịch NH3 đun nóng tạo thành bạc là CH3COH. Nó có phản ứng nhưng nó không tạo thành bạc. Tại vì là CH3COH thì phản ứng với NH3 mà, nhưng nó không tạo thành bạc. Em hiểu chưa? Câu 7 ạ. Dãy gồm các dung dịch thì đều tác dụng với CO2 hai lần nào? Trong dãy sau các dung dịch nào mà đều tác dụng với CO2 hai lần thì mình phải nắm được là cái điều kiện ấy. Cái điều kiện để tác dụng được với CO2 hai lần là gì ạ? Là nó phải hoặc là điều kiện để tác dụng với CO2 hai lần thì nó phải là hoặc là có OH đa kề hoặc là axit. Thế ancol ethylic là chịu. Ancol ethylic là CH5OH chịu. Natri acetat là chịu, tại vì nó là CH3CONa làm sao ta tác dụng được. Và tương tự dê loại. Vậy mình chỉ có này, glucose, glycerol là OH đa kề, đúng không? Glucose mình vừa học xong nhá, là OH đa kề. Glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần OH đa kề chưa? Axit acetic là CH3COH đầu axit. Được chưa? Vậy đấy, tất cả bọn này đều tác dụng với CO2 này. IC. Đúng. 7C, anh em sợ quá không làm được 7 luôn. 8 nào ạ? 8 đáp án gì ạ? Câu 8 nào. Câu 8 này top 1 sự sai lầm đây. Top 1 của sự ngu ngục. Mà nhiều bạn học thầy thì chắc là cũng không sợ. Nhiều bạn học thầy chắc cũng không sợ lắm đâu. Câu 8 nào. Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin. Lưu ý ở đây là yêu cầu là chứng minh có nhiều nhóm hydroxin thôi nhá. Chứ không phải là chứng minh là số lượng nhóm hydroxin. Nhiều thôi, chỉ cần là OH đa kề thôi là xong. Thì người ta cho dung dịch glucose tác dụng với vào nào ạ? Đúng rồi, CH là nhiệt độ thường. Tạo dung dịch màu xanh lam. Nó là tính chất của OH đa kề nhá. Thì nó là COOH hai lần nhiệt độ thường. Ok, IC. Câu 9 ạ. Cho các chất số chất tác dụng được với CO2 hai lần là, cho các chất ạ, số chất tác dụng được với CO2 hai lần là,
Thì điều kiện để tác dụng EOC OH hai lần như vừa nãy thầy đã nhắc là gì ạ? OH đa kề và có nhóm chất axit. Thì ancolytic là không, glycerol là OH đa kề này, glucose OH đa kề này, dimethylate là không này, acid formic đầu axit có này. Vậy mình tổng cộng có mấy ạ? Ba anh, đúng không? Glycerol, glucose, acid formic. 9A. Ôi dồi ôi. Glu acid formic, chắc các bạn quên acid formic à? Acid formic là acid thì chắc chắn nó tác dụng được với CH2 lần, tại vì CH2 lần nó là 3 dơ. 3 thôi. Nhá. Ancolytic không tác dụng, dimethylate không tác dụng. Hay không? 10 nào. Thuốc thử để phân biệt glu và ferrux ạ. Thuốc thử nào để phân biệt anh glu và anh ferrux? Thuốc thử nào? Như lúc nãy thầy đã nói đúng không? Mình có một cái chú ý là gì? Sử dụng dung dịch brom thì dùng để phân biệt glu ferrux, bởi vì glucose thì làm dung dịch brom mất màu ở điều kiện thường. Còn fructose thì không. Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Câu 11 ạ. Fructose không phản ứng với chất nào sau đây? Fructose không phản ứng với chất nào sau đây? Không phản ứng nhá các em nhá. Nó không phản ứng với chất nào sau đây? Fructose chắc chắn tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol. Chắc chắn tác dụng với CH2 lần bởi vì nó có OH đa kề. Chắc chắn chán được gương bởi vì là trong gương này có môi trường kiềm nên nó chuyển thành glu. Vì vậy nên là không phản ứng nước brom mình vừa nói xong. Đúng không? Fructose không làm mất màu dịch brom ở điều kiện thường. Câu 12. 12. Để chứng minh glucose có nhóm chức anhít, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Thực ra nhá, những cái bài này thầy muốn là các em là thầy phát cái tài liệu trước rồi các em về nhà đọc trước. Xong rồi làm bài tập này trước đi. Làm theo ý hiểu của em ấy. Trong quá trình chúng ta làm bài tập, chúng ta đọc tài liệu, chúng ta làm trước đi. Xong rồi đến hôm nay là thầy vừa giảng lại lý thuyết cho chắc hơn, xong rồi mình lại còn comment đáp án, xong mình làm thêm một lần nữa. Thì như vậy mình mới giỏi được. Thì trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức của glucose, cũng không chứng minh được nhóm chức anhít, thì oxy hóa của glucose bằng AgNO3 trong đó 3 sinh ra bạc thì chắc chắn là chứng minh được nhóm chức anhít này. Oxy hóa glucose bằng CH2 lần đun nóng thì cũng là chứng minh được nhóm chức anhít đúng không? Khử glucose bằng hydro niken cũng chứng minh được nhóm chức anhít. Còn lên men glucose bằng xúc tác enzyme thì cái phản ứng này nó không chứng minh được. Đúng không? Lên men thì làm sao là chứng minh được là có nhóm chức anhít được? 12 là C. 2C các em nhá. 13. 13 là 12 để ứng dụng này. Để xác định trong nước tiểu của bệnh nhân đái tháo đường thì người ta thường dùng gì? Đấy thì đái tháo đường thì nó có đường. Đường thì đường nó có OH đa kề, đường glucose đấy. Thì người ta sẽ phải dùng gì ạ? Đồng 2 hydroxit CH2 lần. Cho các anh đồng 2 hydroxit CH2 lần về vào trong nước tiểu của bệnh nhân đái tháo đường thì người ta sẽ thấy xuất hiện dung dịch thành màu xanh. Xanh lam ấy, thì người ta biết đây là đái tháo đường. Ok chưa? Bề bỏ. 14 ạ. Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của glucose? Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực đúng. Tráng gương, tráng phích đúng. Nguyên liệu sản xuất ancolytic đúng. Vậy là gì ạ? Không phải là D. Nguyên liệu sản xuất PVC. Ok, chính xác. 15 ạ. Trong công nghiệp chế tạo đột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hóa học nào sau đây? Acetylen là không, anhydride formic không, acid formic không. Cho glucose tác dụng với AgNO3 trong đợt 3, chính xác. Dễ. Ô, hết rồi. 15 câu. Đấy, thì ngày hôm nay thầy và các em thầy vừa mới hướng dẫn cho tất cả chúng ta về phần lý thuyết của monosaccharide. Trong này thì phần lý thuyết của glucose là quan trọng bậc nhất. Chúng ta có bài tập về nhà, chúng ta có bài tập tự luyện. Thì rất là mong muốn là cái ngoài cái việc mà giải bài tập về nhà nó hơi ít thì các em có thể làm thêm cả bài tập tự luyện nữa để mà cho chúng ta có thể luyện tập được kỹ năng, kỹ xảo cũng như là cái việc mà chúng ta phải đọc trước bài mới để buổi tới nhá, để buổi tới thầy hướng dẫn các em về phần chia sẻ.
Buổi tới thì mình sẽ là chia dạng về bọn carbohydrates nhá. Thì mình có hai dạng chính, một dạng là trắng bạc và một dạng là dạng lên men. Ok ạ. Bye bye, chào tạm biệt cả lớp. Hẹn gặp lại vào buổi sau. Chúc cả lớp ngủ ngon nhá.